Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Công Phượng Tuấn Anh giật spotlight vì thời trang rời khu vực cách ly quả thư sinh, fan ùa vào chọc đỡ không nổi. Sau 14 ngày cách ly tập trung tại khách sạn ở khu phố nhà giàu nhất quận 7 thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm qua 30 tháng 6, dàn cầu thủ Việt Nam đã chính thức được trở về nhà. Trong khi những cầu thủ ở xa nhà tranh thủ xếp đồ, nghỉ ngơi hoặc đi chơi chờ đến giờ bay, thì các cầu thủ ở gần đã được gia đình đến đón hoặc chủ động di chuyển về nhà. Tuấn Anh và Công Phượng cũng vừa rời đi cách đây không lâu trên chiếc BMW màu đỏ rực. Được biết, đây là xe người nhà Công Phượng đến đón 5 cầu thủ. Về phần mình, Tuấn Anh sẽ không trở về Thái Bình mà đi nhờ xe bản thân và sau đó ở lại thành phố Hồ Chí Minh luôn để chuẩn bị cho chuỗi ngày tập luyện thi đấu sắp tới. Đáng chú ý là thời trang rời khu cách ly của hai nam cầu thủ khiến fan hot girl không thể không thả like vì đơn giản mà vẫn phong cách. Kết hợp với đôi kính kè trên mắt, trông Tuấn Anh và Công Phượng bỗng trẻ trung và trí thức lên trông thấy. Ai không biết còn tưởng cả hai là sinh viên chứ chẳng phải nam thần vừa cùng đội tuyển Việt Nam làm nên lịch sử ở UAE đâu. Nhìn loạt ảnh của hai cầu thủ, các fan không quên ùa vào trêu chọc, người thì khen cả hai đẹp trai như giáo sư. Người thì thắc mắc sao lại bỏ rơi Văn Toàn mà về trước. Riêng Công Phượng thì bị soi vì sắp được về nhà với bà xã Viễn Minh nữa. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.